Thì mẹ đi chân đất còn dễ ngã hơn ấy. Đây là lái chính của chúng ta ngày hôm nay với cung đường cực kỳ hiểm trở. Liệu anh có thể qua được cung đường này không? Chín đạo đâu rồi, tôi chẳng đây và chiếc xe của anh đây. Thời gian bấm giờ bắt đầu. Rồi bám vào đấy. Lên luôn. Bên phải. Trời ơi, bên này có hố. Đấy. Bây giờ anh mài lốp cho khô đi. Vâng, thế là anh đã cành. Quá khó. Quay vào xe thì anh quay rồi, đéo mặt này. Ờ, kính thưa anh em. Đây là một bài thi đi sườn nghiêng, bò sườn dốc, rất khoai. Đối với tỷ lệ 1-1 thì là các tài xế không bao giờ muốn dám qua bài thi như này. Lại đi kia này. Em quay thế này thì nó không lột tả được cái độ dốc. Đây anh ấy quay. Quay gì? Phải là dễ quá anh đỏ. Anh áo đỏ, trứng đỏ nhà quê. À, trứng đỏ nhà mẹ. Xe đỏ và áo cũng đỏ. Vâng, vẫn bài mài luôn. Và khi lốp anh đã khô là nó có độ bám. Sườn đồi chúng ta đang nhìn có độ dốc khá lớn. Một bên là vực thẳm. Không, mình quay ngang anh đã làm gì đây? Này, quay ngang máy ra đi. Không, mà máy ấy. Đấy, quay như thế là mình thấy dốc. Anh định làm gì với khúc cua này đây? Và liệu anh có thành công lần thứ hai không? Cố lên, cố lên. Rồi, vâng. Xong. Vâng, thôi. Thì thôi, anh thôi. Đang ban tỷ lệ nhưng không vâng. Sao. Không sao, anh đang cố. Vâng, vâng. Bỏ chân anh ra. Anh rất cố gắng. Vâng, rồi. Được. Được. Rồi, lùi lại đi. Anh sẽ cần lùi đỏ nữa để vượt qua cái góc này. Lùi lại đi. Rồi, 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 rồi. Mài lốp cho khô. Rồi, lốp bắt đầu bốc khói rồi. Nhẹ nhàng thôi. Lái trái, lái trái. Lái hết trái rồi. Vâng. Rồi, anh đã qua được rồi. Vâng. Và đây. Vâng. Ngay sau anh, ngay sau anh là một học trò mới được anh đào tạo. Vâng, để ý cho anh làm gì? Vâng, rồi. Người ta bảo vâng. Rồi, đừng có đi vào vết xe đổ. Vâng, anh đã nhớ. Vâng, và anh lại đổ. Tiếp tục cuộc vui. Anh cứ tưởng dễ ăn à? Không hề dễ ăn chút nào. Cung đường của chúng ta rất là dốc. Rất nghiêng. Rất nghiêng và dốc. Một bên là vực. Vâng. Rồi. Why? Anh đã thành công. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được soạc xăng đầy đủ thì phịch thủ của năm màu xanh nước biển lại bắt đầu khởi động lại. Vâng, này anh sẽ có chinh phục được cái cung đường rất khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua không? Hay anh chỉ bốc phét rồi tính tướng các bạn ạ? Rồi, anh chuẩn bị lăn nào. Làm rất đẹp luôn này. Thánh lật của Lâm ấy.
Anh được cái có bộ tời rất ngon nhưng mà. Rồi thì phải. Rồi. Vâng. Vâng. Rồi, mày đi, mẹ số anh mày nhá. Tay này anh cũng cứng cơ. Suối này là lúc đầu anh đã. Ôi giời. Thanh niên áo đỏ, xe cũng đỏ. Thanh niên quần đỏ, xe rất xanh. Vâng. À, cũng chính tại đây đây mà anh và chiếc xe này ôm nhau rơi xuống suối. Để có hậu quả là anh phải làm chờ rất lâu. Ôi, cái bộ lốp của mình cho nó quá ngon luôn. Vật sao không lên cho địch cái gì cả. Xe mẹ được bố trí trọng tâm tương đối là cần. Bây giờ chỗ này là nước đã rất đục vì mấy thằng khốn nạn nó đầm. Đéo biết là đi vào đâu đây. Rồi, anh, rồi, vâng, quả này anh lại dẫm vào vết xe đổ rồi. Và anh lại dẫm vào vết xe đổ rồi. Và... ESC của anh không hoạt động nữa rồi. Rồi, và anh lại chắc lại phải bỏ cuộc giữa chừng rồi. À đâu, cái đéo là nhấc lên cái nó lại chặn. Và anh đã dừng tay để chơi xe. Anh nhầm đường rồi. Vâng. Anh nhầm đâu. Đồ mẹ. Xe của anh rất lởm mẹ. Xe này chưa có ống thở. Vâng, anh lên rất là khéo léo. Có lẽ là quá đơn giản với trước, chắc ghi thần thánh này. Đằng sau là một loạt. Ai đừng cố nhá. Mua hộp số đèn đấy. Đít mẹ nó đang hỏng sẵn. Vâng, 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 vâng. Vâng, vâng. Vâng, 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 vâng. Tưởng ngon ăn à? Tưởng ngon ăn à? Mẹ, không phải là nó đã có rất là nhiều nước.